Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng về vụ hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Zahari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả. Vụ hỗn chiến giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 32 đã khiến cả làng thể thao thế giới rúng động. Đó là trận đấu mà trọng tài đã rút ra 7 thẻ đỏ trừng phạt cầu thủ và ban huấn luyện hai đội. Nhiều tờ báo thế giới choáng váng trước cảnh tượng hỗn loạn tại sân vận động Olympic. Trước tình hình đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng về vụ việc này. Tờ Chiba News của Indonesia dẫn lời người đứng đầu FIFA. Ông chia sẻ bóng đá Đông Nam Á có tiềm năng phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Tuy nhiên, nó bị kìm hãm bởi bạo lực và những vấn đề xã hội khác. Sự cố diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 trên sân Olympic thực sự đáng tiếc. Nếu đó là một cuộc bạo loạn giữa các cầu thủ thì lẽ ra các quan chức lãnh đạo đội bóng phải có biện pháp ngăn cản, nhưng họ lại lao vào hỗn chiến. Những hình ảnh trong trận chung kết SEA Games đã phát đi hình ảnh tiêu cực tới thế giới bóng đá. Tôi hy vọng sau hàng loạt sự cố ở bóng đá Đông Nam Á, các nhà quản lý của AFC, AFF và các liên đoàn bóng đá thành viên sẽ nhìn lại và tìm những phương pháp ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai. Được biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FED, đã thành lập ủy ban điều tra do Trung tướng Cảnh sát Anwar Nimano đứng đầu. Cơ quan này sẽ tìm hiểu, thu thập và đưa ra các biện pháp xử lý những thành viên có liên quan. Chủ tịch FED, Somio Pumpanbong tuyên bố sẽ phạt nặng những người liên quan tới vụ hỗn chiến với U22 Indonesia. Liên đoàn bóng đá Thái Lan bày tỏ nỗi thất vọng và xin lỗi khán giả, ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn trong trận chung kết môn bóng đá nam. Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra, khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ này, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cho biết. Trong khi đó, Piyapong Puon, ứng cử viên chạy đua ghế chủ tịch FED, khẳng định việc các cầu thủ xung đột trên sân không mới. Chúng ta đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy. Nhưng điều không thể tha thứ là những thành viên của ban huấn luyện cũng tham gia. Họ đáng nhẽ phải ngăn cản cầu thủ nhưng lại tham gia vào ẩu đả.